Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Gigabyte đã không còn xa lạ gì với người tiêu dùng trong việc dẫn đầu về sản xuất và phân phối các thiết bị phần cứng máy tính. Và mới đầu năm nay, Gigabyte đã cho ra mắt một siêu phẩm laptop, đó là chiếc Gigabyte Aero 16 với cấu hình siêu khủng, có thể đáp ứng được mọi các tác vụ văn phòng, làm đồ họa chuyên nghiệp và chơi game mượt mà. Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy tính này nhé. Có thể nhìn qua về ngoại hình của Gigabyte Aero 16 trông khá đơn giản, với dòng chữ Aero được cách điệu đặt ngay ở chính giữa, bao phủ toàn bộ lớp máy là màu xám bạc, khiến tổng thể trông vô cùng tinh tế sang trọng. Máy được làm từ chất liệu nhôm, với cân nặng chỉ gần 2,3 kg, bạn có thể mang tới mọi nơi để học tập và làm việc. Điều ấn tượng nhất về chiếc máy này có lẽ là màn hình. Có thể thấy chiếc máy này được sinh ra để hướng tới người dùng làm về sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Vậy nên Gigabyte đã đưa vào chiếc laptop này màn hình 16 inch với 3 viền cực mỏng chỉ 3mm, tối đa diện tích giúp người dùng tăng khả năng tập trung làm việc. Chất lượng hiển thị 4K AMOLED với độ bao phủ màu là 100% sRGB, độ sáng lên đến 400 nit thì bạn có thể thoải mái làm các tác vụ, đặc biệt là thiết kế đồ họa. Chiếc màn hình này cho chất lượng màu sắc có thể nói là cực kỳ chính xác, không một chút sai lệch màu nào. Để mà so sánh thì có lẽ đây sẽ là chiếc màn hình chất lượng nhất từ trước tới nay mà chưa một chiếc laptop nào có thể làm được. Và dù cạnh viền siêu mỏng nhưng vẫn được thiết kế một chiếc camera HD để bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến. Bên cạnh đó, Gigabyte Aero 16 được trang bị hiệu năng vô cùng mạnh mẽ với bộ vi xử lý Intel Core i7 12700H 14x20 luồng, tốc độ xử lý lên đến 4.7GHz. Bạn có thể thoải mái thực hiện các tác vụ văn phòng, office, lướt web, xem phim giải trí vô cùng mượt mà. Cùng với đó, chiếc laptop này còn được tích hợp các đồ họa RTX 3070 Ti, 8GB GDDR6, 16GB DDR5, SSD lên tới 2TB, khiến tốc độ đọc ghi dữ liệu của máy tính của bạn siêu nhanh. Đặc biệt, kể cả xử lý các tác vụ nặng như làm đồ họa hay chỉnh sửa video trên các phần mềm Photoshop, AI cũng rất thoải mái, không lo giật lag. Về phần bàn phím, chiếc laptop này được thiết kế hoàn toàn mới với bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, độ nảy tốt giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Và thay vào việc sử dụng đèn nền RGB có phần hơi rực rỡ, Aero 16 đã sử dụng đèn nền đơn sắc giúp bàn phím sáng hơn, dễ nhìn hơn trong môi trường thiếu sáng. Phần touchpad cho cảm ứng đa điểm, cảm giác vuốt chạm cực kỳ mượt mà, độ phản hồi nhanh nên bạn có thể thoải mái sử dụng ngay cả khi không có chuột rời. Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có các cổng: một cổng nguồn, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, hai cổng Thunderbolt 4, một giắc cắm tai nghe giúp bạn có thể thuận tiện kết nối hay truy xuất với tất cả những thiết bị ngoại vi nào mà bạn muốn. Có thể các bạn thấy sẽ hơi ít cổng kết nối, nhưng đây, Gigabyte đã trang bị thêm một hub cổng USB Type-C, bạn có thể cắm thêm vào máy nếu muốn sử dụng nhiều hơn các cổng kết nối. Thời lượng pin của máy là 4 cell 99Wh, với dung lượng này thì bạn thoải mái để học tập hay làm việc cả một ngày dài. Điều cuối cùng mà mình không thể bỏ qua của chiếc Gigabyte Aero 16 là tản nhiệt. Với công nghệ tản nhiệt làm mát độc đáo của nhà Gigabyte gồm 2 quạt cùng 5 ống dẫn nhiệt và các cánh tản nhiệt đa mặt sẽ cho phép máy tính của bạn hoạt động hết công suất. Hệ thống máy mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo sự êm ái và hiệu suất ổn định khi chơi game và làm việc. Tổng kết lại, nếu bạn đang tìm một chiếc laptop không chỉ để chơi game mà còn đáp ứng được các tác vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp một cách mượt mà thì đây sẽ là chiếc laptop dành cho bạn. Với Intel Core i7 12700H, các đồ họa RTX 3070 Ti và chất lượng màn hình siêu đỉnh, giá thì lại đang cực kỳ tốt tại An Phát. Bạn có thể ấn vào link mà mình đang để ở dưới để tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.